quảng cáo anh em ơi. Ok, hiện tại bây giờ mình đang có một cái shop khác, đó là shopmonsu.com. Anh em có thể truy cập đường dẫn hoặc là có thể lấy link ở dưới phần mô tả của video để truy cập vào shop app của mình để tìm kiếm những cái app game mà mọi người mong muốn bán. Hiện tại bây giờ shop app của mình có khá là nhiều loại game nhưng đa số chỉ là OMG và Q. Ở đây chúng ta có phân loại game, có server chơi của nó và cách giao dịch là bằng cạc hay ATM hay là chuyển khoản. Các bạn có thể bấm vào đây để lọc app. Đấy. Khi các bạn muốn mua app và tìm app mà muốn, các bạn có thể click vào cái app đó và trong cái bài viết đó sẽ có đầy đủ thông tin về app này, ví dụ như giá cả này, máy chủ này, server chơi này, cách thức giao dịch này, link của người bán và số điện thoại của người bán. Anh em có thể liên hệ vào số điện thoại hoặc là link Facebook của người bán để có thể hỏi mua app. Ở bên dưới thì có hình ảnh gọi là sơ qua về cái app của họ. Đấy, đấy là những cái thông tin cơ bản về một con app. Đấy, còn anh em nào mà muốn đăng bán app lên shop app của mình, anh em có thể liên hệ với Facebook cá nhân của mình với một giá một con app đăng lên shop là 20k. Anh em sẽ cung cấp, mình sẽ yêu cầu những thông tin app và anh em sẽ cung cấp thông tin và mình sẽ đăng app của các bạn lên shop của mình. Ok. Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng thì anh em quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em bốn vị tướng mới được update trong game ngày hôm nay, ngày hôm qua. Đấy. Đây là bốn vị tướng nữ. Chắc anh em nhìn vào cái tiêu đề rồi. Bốn con tướng nữ này là thuộc là họ là con ông cháu cha đấy, mạnh thuộc toàn con gái của các thành phần gọi là cộm cán trong Tam Quốc. Đấy. Và anh em có thể nhìn hình ảnh đây, bốn vị tướng nữ. Mình có thể kể qua cho mọi người. Vị tướng đầu tiên này là Gia Cát Quả, con gái của Gia Cát Lượng. Thật ra Gia Cát Lượng có ba người con, trong đó có một người con nuôi. Đấy, hình như là người con nuôi tên là Gia Cát Kiều thì phải. Và Gia Cát Quả là đứa con gái, là người con thứ tư của Gia Cát Lượng và cũng là một trong những người bí ẩn nhất của Tam Quốc, một trong những người mà đến cả thời điểm hiện tại bây giờ vẫn chưa có ai dám xác định là thực sự là có tồn tại nhân vật này. Đấy, cũng có thể gọi là hư cấu nhưng mà lại rất ít khi xuất hiện, một trong những nhân vật hư cấu rất ít khi xuất hiện nên là cũng không biết phải là hư cấu hay là thật nữa cơ. Đấy, đấy là Gia Cát Quả. Nhân vật tiếp theo, một thanh niên đến từ Đông Ngô. Đấy, Tôn Lộ Ban, con gái của Tôn Quyền. Những cái nhân vật như này, ở đây có tất cả các nhân vật thì có Tôn Lộ Ban là một trong nhân vật mà anh em nào mà chơi củ hành ngày xưa chắc chắn biết Tôn Lộ Ban, với chị mệnh những quả đi đường quyền gọi là chất lượng. Đấy, con gái của Tôn Quyền. Tiếp theo là Tào Tiết. Nhân vật thứ ba là Tào Tiết, con gái của Tào Tháo, em của Tào Phi. Đấy, cái này thì anh em biết, chắc chắn anh em biết. Ông nào chơi củ hành cũng chắc chắn biết con Tào Tiết này có quả phân thân hay là tạt ảnh gì đấy, mạnh tôi nhớ không nhầm là như vậy. Còn Lữ Khởi thì là cũng là một trong những nhân vật mà có thể gọi là đến thời điểm hiện tại bây giờ cũng có thể gọi là một nhân vật gọi là hư cấu mà chưa ra ai dám khẳng định là có tồn tại nhân vật này. Lữ Linh Khởi và Lữ Kha thì vậy. Đấy, hai nhân vật được coi là con của Lữ Bố đúng không nào? Đấy, nhưng mà ít là Lữ Linh Khởi rất nhiều người biết. Đấy, còn Gia Cát Quả thì mình nghĩ là rất là hiếm, đúng không? Đấy. Ok. Review thì phải đọc kỹ năng của nó chắc hẳn rồi, mình sẽ đi vào kỹ năng của từng con tướng này. Vị tướng đầu tiên, trước khi vào video thì nếu như anh em muốn cập nhật những cái tin tức về game, về update của tất cả các tựa game mà có thể là mình chơi hoặc bất kỳ anh em nào trong game, trong group chơi thì có thể tham gia vào cộng đồng của mình. Link ở dưới phần mô tả video và mình ghi ở dưới phần comment nha. Ok, vị tướng đầu tiên đó thì Gia Cát Quả. Anh em đợi tôi chút, tôi đi bật điều hòa. Hà Nội nóng quá không ạ? Tướng đầu tiên chính là Gia Cát Quả, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn thì mạnh có phong thái của Gia Cát Lượng dã man. Game này thì game đã lấy Gia Cát Lượng rồi. Kỹ năng của Gia Cát Quả nhá, sẽ có 3 cái kỹ năng như sau. Cái kỹ năng đầu tiên nó sẽ gây sát thương phép cho một mục tiêu có nộ khí cao nhất và các đơn vị xung quanh của mục tiêu đó, gần như là có thể coi là nó là một con tướng gây sát thương AOE. Đấy. Và hồi phục HP cho tướng có HP thấp nhất phe ta, là một vị tướng có khả năng trị liệu. Đấy, rất tốt. Đấy là cái kỹ năng đầu tiên. Kỹ năng thứ hai, đó là gây sát thương phép cho mục tiêu có nộ khí cao nhất và các đơn vị xung quanh, giống kỹ năng bên trên, làm giảm sát thương của kẻ địch, đồng thời nó sẽ triệu hồi một con diều gỗ để tấn công kẻ thù và gây ra hiệu ứng xuất huyết. Đấy, đây là một trong những con tướng có khả năng triệu hồi linh vật cực kỳ khủng khiếp của game này, rất nhiều linh vật trong bộ kỹ năng của tướng luôn.
Kỹ năng thứ ba, gây sát thương cho mục tiêu với nộ khí cao nhất và các đơn vị xung quanh. Đồng thời nó triệu tập một con bò gỗ và một con ngựa. Thật ra cái từ này ở bên tiếng Hán Việt đọc nó sẽ oai hơn. Bò gỗ sẽ là nghiêu mục à? Như là nghiêu mục. Còn con ngựa này nó là cái gì nhỉ? Mã hưu đấy, hình như là vậy. Thì cái mình đọc con bò con ngựa cho nó nhanh nó dễ hiểu. Con bò ấy thì nó sẽ trị liệu HP cho tướng có HP thấp nhất phe ta và đồng thời sẽ hồi phục một lượng nộ khí nhất định. Con ngựa ấy thì nó sẽ tấn công theo hàng dọc, đồng thời sẽ có khả năng làm giảm nộ của mục tiêu bị tấn công và sẽ gây thêm sát thương cho những mục tiêu có HP dưới một cái tỷ lệ nào đó. Tất nhiên là nó sẽ là mặc định một cái tỷ lệ. Có thể là khi mà nó nâng cấp, khi nó tăng cấp lên thì cái tỷ lệ sẽ tăng lên hoặc là nó sẽ ở đa phần tăng thì nhẹ giảm, đúng không nào? Đấy là cái bộ kỹ năng của con da cắt quả. Đấy, khá là ngon. Tiếp theo chính là Lữ Đình Khởi, con gái của Lữ Bố, một con tướng nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà bộ tướng này đều à, có mọi người cần một cái lưu ý mọi người là đây là bộ tướng hồng nhá. Tí nữa mình vào mình sâu cho mọi người xem. Con tướng Lữ Đình Khởi kỹ năng đầu tiên nó là gây sát thương vật lý cho hàng đầu. Cho cái hàng đầu tiên, khi mà bất kỳ tướng nào mà ra chiêu thì Lữ Đình Khởi có thể có được một cái gọi là giống như kiểu một cái dấu ấn ấy, một cái tích ấy, thì mình gọi là war mark, mình cứ gọi là tạo một war mark giống một cái dấu tích ở trên người. Thì cứ mỗi một cái war mark này có thể làm tăng khả năng tấn công và phòng thủ của Lữ Đình Khởi. Đấy. Cái kỹ năng thứ hai nó gây sát thương vật lý cho cái hàng đầu. Ok. Và tăng tỷ lệ tấn công chí mạng của toàn bộ tướng quân trong nhiều hiệp. Đồng thời Lữ Linh Khởi có thể tạo một cái lớp hậu thuẫn bằng phần trăm tấn công của bản thân. Đấy. Và nó sẽ có tỷ lệ gây ra một cái hiệu ứng 3 chấm 3 chấm 3 chấm gì đó. Cái hiệu ứng này sẽ làm choáng đối thủ sau cái lượt tấn công tiếp theo của Lữ Linh Khởi. Đấy. Kỹ năng thứ ba, gây sát thương vật lý cho hàng trước. Ok. Đồng thời nó sẽ tiêu hao toàn bộ cái war mark mà nó tích nãy giờ để bút hậu thuẫn cho bản thân và các tướng cùng hàng với nó. Với mỗi điểm war mark được tiêu hao thì sức mạnh của cái độ bền của hậu thuẫn sẽ tăng lên, nói chung là khả năng chống chịu của hậu thuẫn sẽ tăng lên. Đấy, đấy là ba kỹ năng của con Lữ Đình Khởi. Tiếp theo, Tào Tiết. Tào Tiết kỹ năng đầu tiên nó sẽ gây sát thương phép cho bốn kẻ địch ngẫu nhiên và có tỷ lệ gây ra một cái lớp gọi là sâu mắc. Đấy, dưới là war mark, nghĩa là mark là cái gọi là dấu tích, dấu đánh dấu cái gì đấy. Đấy, mình gọi theo kiểu tiếng Anh cho nó dễ thì bạn cứ dịch sang tiếng từ tiếng Trung đến tiếng Việt nó thành một cụm từ rất là dài nghe khó chịu bắt hồn luôn. Lên gây ra cái hiệu gây ra cái sâu sâu mark, sâu là linh hồn ấy, lên mục tiêu. Đấy, thì cứ mỗi một cái lớp sâu mark này có thể làm giảm khả năng tấn công và phòng thủ nhất định của cái mục tiêu đó. Đấy, cái tích nó tích tích những cái điểm này trên 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 người của cái mục tiêu ấy. Đấy. Kỹ năng thứ hai nó sẽ gây sát thương phép cho bốn mục tiêu ngẫu nhiên, thêm một lớp sâu mắc vào mục tiêu, chắc chắn thêm một lớp sâu, một cái dấu tích sâu mắc này vào mục tiêu và có xác suất thêm một cái sâu mắc nữa. Đấy. Ok, nếu như mà mục tiêu bị tấn công bởi Tào Tiết khi mà đã bị dính cái sâu mắc này rồi thì Tào Tiết có thể gây thêm sát thương phép. Đấy. Khi mà cái dấu ấn này đạt 3 dấu ấn cấp 3 ấy, thì tất cả các dấu ấn sẽ bị tiêu hao để trục xuất cái mục tiêu này ra khỏi cái hiệp ra khỏi cái trận trận đấu đó. Nghĩa là nếu như nó tích đủ dấu ấn lên người của con tướng ấy và con Tào Tiết để tấn công con đó thì nó sẽ trục xuất con tướng bị tấn công nó ra khỏi trận đấu đấy, nhưng mà nó lại không phải là giết luôn, nó không phải biến mất luôn đấy, cái trục xuất này sẽ di chuyển cái con tướng này ra khỏi cái trận đấu đấy. Khi mà tất cả và khi bị trục xuất ra khỏi trận đấu thì cái mục tiêu này sẽ không thể bị tấn công là cái nhất, không thể được trị liệu là cái thứ hai đấy, và đó là giống như kiểu nó bất tử, rơi vào trạng thái bất tử nhưng mà nó lại không có mặt trong trận đấu này, nó không thể làm gì trong trận đấu này, không ai làm gì được nó. Và khi mà tất cả các tướng địch chết hết thì con này sẽ được trở lại trận đấu để đánh hội đồng dã man luôn, cả team đứng thì nó đeo đánh trục xuất ra ngoài xong rồi để bạn ốp hết team bạn xong rồi mới cho con kia vào lại để mẹ muốn muốn mình ốp luôn đấy, đánh gọi là chia để trị đấy. Ok, kỹ năng rất là hay luôn. Kỹ năng thứ ba của nó là gây sát thương phép cho bốn kẻ địch ngẫu nhiên, nếu như mục tiêu bị sâu mắc thì nó có thể gây thêm sát thương,
Đồng thời Tào Tiết sẽ thêm một cái sâu mắc nữa lên toàn bộ kẻ địch và chắc chắn sẽ trục xuất mục tiêu có nhiều sâu mắc nhất. Chắc chắn nó sẽ trục xuất một con tướng mà bị tích nhiều nhất ở trên đầu. Đấy, đây là kỹ năng thứ ba của con Tào Tiết. Ủa, định mạch kỹ năng hay vãi lồn luôn. Ông nào mẹ não nghĩ là những cái kỹ năng như này có kiểu này vậy? Toloban, định mạch đi đường quyền đến từ đồng đồng hồ. Kỹ năng đầu tiên gây sát thương phép cho cả địch hàng sau nha, và chuyển một phần sát thương đó thành HP tự thân. Con này điều khiển con rối đánh hay vãi lồn. Kỹ năng thứ hai gây sát thương phép cho kẻ địch ở hàng sau và chuyển một phần sát thương thành HP tự thân, đồng thời sẽ tăng khả năng giảm sát thương và kháng bạo cho bản thân và ba tướng đồng minh trong nhiều hiệp. Đấy. Kỹ năng thứ ba của nó, tôn độ bàn gây sát thương phép cho kẻ địch hàng sau và chuyển một phần sát thương thành HP tự thân. Lần này sẽ có gây thêm hiệu ứng nguyền rủa, gây hiệu ứng nguyền rủa cho ba mục tiêu ngẫu nhiên. Khi mà tôn độ bàn bị chịu tổn hại thì tướng bị nguyền rủa sẽ chia sẻ cái lượng sát thương này, có nghĩa là nó sẽ tích cái hiệu ứng nguyền rủa lên đầu của ba thằng, và khi có một thằng nào đó tấn công con tôn lộ ban thì cái lượng sát thương ấy bị chia làm bốn, tôn lộ ban chịu một phần, ba con kia mỗi con chịu một phần, hay không? Địt mẹ ông lại bảo không hay đi ấy. Và trong cái này nó duy trì trong nhiều, có thể duy trì được trong nhiều hiệp ấy. Và có một cái nữa đó là nó sẽ tạo ra một cái hình nhân cho bản thân và một tướng đồng minh, và khi chết thì nó sẽ được phép hồi sinh ở vòng kế tiếp, nghĩa là nó sẽ tạo cho nó một cái hình nhân, tạo cho nó một hình nhân ở cái kỹ năng thứ ba này, sẽ tạo cho nó một cái hình nhân thế mạnh cho nó và một con tướng đồng minh ngẫu nhiên, và nếu như nó bị chết thì hiệp tiếp theo nó sẽ được hồi sinh, nhưng mà lượng HP chỉ là một, chỉ có một HP thôi, hồi sinh với một HP đấy. Phải nói là mình phải nói là bộ kỹ năng của bốn con tướng này rất là lạ và rất là hay, nghe rất thích luôn, rất là mẹ một đống sạn trong đây luôn. Ông nào nghĩ ra bộ kỹ năng của nó nhìn kinh khủng thật sự, hay thế à. Định mạch còn bây giờ vào sâu nhá. Đây à, nhắc luôn mọi người, đây là bốn con tướng update của tựa game thiếu niên Ba Quy. Một pha đảo định mạch đi vào lòng đất luôn nào, toàn sự kiện nạp ạ. Đây bốn con tướng nó đã có sự kiện luôn rồi, chưa gì đã thấy có sự kiện tích đó rồi. Đây bốn con tướng ở đây, tướng hồng nhá, tướng hồng nhá, phẩm hồng luôn này, phẩm hồng luôn đấy, có tướng vàng bây giờ có tướng hồng. Đây là bộ kỹ năng mà mình vừa dịch cho mọi người xem đấy, đây là bộ kỹ năng mà mình vừa dịch cho mọi người xem. Khi mọi người tăng thì nó sẽ tăng, khi mọi người tăng 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 phẩm của tướng nó sẽ tăng theo, hoặc là tăng sao sẽ tăng theo. Đây là các cái bậc của nó, gọi là cái talent này thì là anh em tăng sao, còn kia là tăng cộng, này là anh em tăng sao 5 sao, 5 sao, 6 sao, đấy rất nhiều luôn. Bộ kỹ năng của nó 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao, 6 sao, nói chung là sao thì thoải mái. Với lại là các cái cộng, các cái cộng tướng đấy của nó. Còn duyên của nó thì chúng ta sẽ có là chắc chắn rồi, sẽ phải đi với Tào Tháo đúng không nào? Chắc chắn là phải đi với Tào Tháo rồi. Đấy, con gái Tào Tháo thì phải đi một duyên với Tào Tháo. Duyên thì duyên tăng tăng cái đéo được. HP tăng, HP duyên tăng, tăng HP 45%, xong rồi đi với duyên với Điển Vi. Khiếp, duyên đéo là duyên với toàn tướng cam, à toàn tướng vàng ạ. Đi với Điển Vi tăng 35% HP. Một cặp duyên nữa đi với Quách Gia và đi với Tư Mã Ý tăng 25% tấn công và 25% HP. Và có một duyên với một vị tướng nữa. Chưa thấy lộ hay sao, chưa thấy lộ vị tướng này ra cơ, tôi không không biết đây là nó đi với tướng nào ấy, hay là một vị tướng hồng bất kỳ kiểu như Liên Hợp Quốc ấy. Này có thể nó đi với một tướng hồng bất kỳ, hoặc đây có thể là một con tướng mà chưa ra mắt ấy, cũng tăng tấn công 45%. Một là chưa ra mắt, hai là nó có thể đi với một vị tướng hồng bất kỳ trong ba con tướng còn lại kiểu vậy đấy, bộ duyên của nó. Tiếp theo ra cắt quả đây, mày triệu hồi con chim gỗ đây, triệu hồi con bò gỗ với lại là con ngựa đấy, thì mày hợp lý thật sự. Một duyên với Quan Vũ đấy, tăng tấn công 45%. Một duyên với Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh tăng tấn công 25%, đi duyên với bố với mẹ ở và HP 25%. Một duyên với Lưu Bị tăng HP 35%. Đấy, và đây là các gọi là trang bị các kiểu, với lại là
sách ấn. Rồi, đại định mệnh thanh niên triệu hồi toàn dùng mẹ hình hình nhân để chơi. Hình nhân để chơi, định mệnh Tô Lỗ Ban. Gái không, nhìn xinh dã man. Rồi định mệnh biến hình. Khi mà lên 5 năm được 5 sao sẽ thay đổi hình dạng. Ôi, chiêu này dễ này. Vãi. Tướng Xuyên hay tê à. Xuyên với Chu Du thì nó làm gì rồi. Xuyên với Tôn Quyền. Thế là ai? Đây là như kiểu là địch mệnh chắc là mẹ nó. Tôi cũng chả nhớ tên. Thằng như nào đây? Đi chơi với Cam Ninh. Ồ, địch mệnh. Ô, Duyên này tính ra là dễ nhất này. Mệnh Duyên có cả tướng mẹ, tướng cam với là tướng đỏ ạ. Thích thế à? Đây, ít nhất là tôi đang chơi team quần thì mệnh tôi phải sắm con này rồi. Thì mệnh mình có kiếm mỗi Lữ Bố thôi. Mẹ Lữ Bố tôi chưa có, tôi đã có skin của Lữ Bố rồi. Thế nó mới chất. Rồi, thì mệnh đi với điêu thuyền. Đó, mệnh. Đây, chúng ta có thể xem kỹ năng của nó này. Đấy, em thấy. Nhanh thế à, sao nó chậm lại à, thì vậy mình để cái này thì bảo sao nó chạy nhanh phải gây sát thương cho hàng trước. Nói chung là nó chỉ có cái kỹ năng đầu thôi, gây sát thương cho kỹ năng cho hàng trước đấy. Nó chỉ cho anh em xem cái kỹ năng đầu của tướng thôi, nên kỹ năng sau này thì mạnh không có ai xem đấy. Cái dấu ấn của nó đấy, cái dấu ấn của nó đấy, đây này, đấy, cái con tàu tiết, có hai con có kỹ năng thôi, có hai con có kỹ năng thôi, một con đó là tích, nó định mệnh nó tạo ra cái gì ở đằng sau này, đấy, đấy con bò gỗ, con bò gỗ, yeah, con bò gỗ. Nào xem như này đây, nó tích cái dấu lên người nó này đấy, cái mà hình nhân đấy, hình nhân thế mạng ấy đấy, cho nó với một tướng đồng minh đấy, thú vị không anh em, định mệnh quá thú vị luôn. Về thiếu niên danh tự à, về thiếu niên Tam Quốc thì link group mình để cái phần mô tả video đấy. Tựa game này thì bây giờ có rất là đa dạng bản rồi, có bản Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, rất là đa dạng, và chỉ mong nó chờ nó về Việt Nam đã có thể quẩy nhiệt tình luôn. Đấy. Ok, chung là tất cả các thông tin tướng thì anh em có thể tham gia group để thảo luận cùng với mọi người. Và bây giờ có lẽ video mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Anh em thấy hãy like, share, subscribe kênh của mình. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Bye bye.